Liên quan đến loạt bài điều tra tội ác trong một mái ấm của báo Thanh Niên, chiều ngày 6 tháng 9 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Thì phòng cảnh sát hình sự đã khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé trong mái ấm. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát, làm rõ những sơ hở thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, để kiến nghị cơ quan tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự. Về góc độ của kiểm tra của chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương có kiểm tra. Và cái vụ này phải nói là nó có nhiều vấn đề đang được điều tra, đang được mở rộng và sẽ được tiếp tục làm rõ. Thì cái việc đối phó bước đầu là xác định là cơ sở có sự đối phó. Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên trình báo về sự việc một số bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng ở địa chỉ L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi đánh đập, ngược đãi đối với trẻ đang được nuôi dưỡng tại mái ấm này. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và Phó giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp. Bước đầu, Công an xác định cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7 năm 2023 đến nay do bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi ở quận Gò Vấp là người đại diện pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi từ 2 tháng đến 3 tháng tuổi. Đang được nuôi dưỡng tại cơ sở, vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố Hồ Chí Minh để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng. Đồng thời xét tính chất vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, hành vi của các đối tượng trong vụ việc cần được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Ngay trong ngày 5 tháng 9 năm 2024, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tập trung điều tra làm rõ.